Cô chào các em. Cô rất vui khi gặp lại các em trong buổi học hôm nay. Trong buổi học này, các em sẽ được học các vần oanh, oách, oác, oách các em nhé. Để giúp các em ôn lại bài trước khi vào bài mới, cô mời các em luyện đọc lại các vần, các từ sau đây. Ở những bài trước, các em đã được học nhiều những từ chứa vần có o đứng trước. Hôm nay, cô tiếp tục giới thiệu đến các em vần có âm o đứng trước. Mời các em quan sát vần oanh. Vần oanh gồm âm đệm o ghép với âm chính a và âm cuối nhờ. Em nghe cô đánh vần. O, A, nhờ, oanh. Cô mời em đọc lại. Cô đọc trơn. Oanh. Cô mời em đánh vần và đọc trơn lại vần oanh. Có vần oanh. Cô thêm âm giờ đứng trước. Cô được tiếng doanh. Các em nghe cô đánh vần và đọc trơn. Giờ, oanh, doanh, doanh. Cô mời em đánh vần và đọc trơn tiếng doanh. Mời em quan sát tranh. Đây là hình ảnh doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Từ hình ảnh trên, cô có từ doanh trại. Doanh trại là nơi các chú bộ đội sinh hoạt và học tập, rèn luyện hàng ngày. Em nghe cô đọc lại. Doanh trại. Mở các em đọc. Giống vần oanh, nhưng kết thúc bằng âm chờ. Ta có vần oách. Các em nghe cô đánh vần. O, A, chờ, oách. Vần oách. Vậy có vần oách rồi, cô muốn có tiếng hoạch cô làm thế nào? Cô thêm âm hờ ở trước, thêm dấu nặng dưới âm A. Cô được tiếng hoạch, các em nghe cô đánh vần. Hờ, oách, hoách, nặng, hoạch, hoạch. Cô mời em đánh vần và đọc trơn tiếng hoạch. Nhìn vào tiếng hoạch, em hãy nói xem tiếng hoạch gồm âm vần gì và tập đánh vần, rồi đọc trơn nhiều lần cho thuộc các em nhé. Đây là tranh vẽ các bác nông dân làm vườn đang thu hoạch trái cây do chính bàn tay của mình làm ra. Từ hình ảnh trên, cô có từ khóa thu hoạch. Cô đọc thu hoạch. Cô mời em đọc trơn lại từ vừa rồi. Các em đã đọc trơn được vần oanh, oách. Vậy em có thể so sánh sự giống và khác nhau giữa vần oanh và vần oách theo mẫu sau. Nhìn mẫu, em thấy rằng hai vần giống nhau là cùng có âm O, âm A đứng trước. Hai vần lại khác nhau. Vần oanh có âm cuối nhờ, còn vần oách có âm cuối là chờ. Vì khác nhau như thế, em chú ý phát âm cho đúng khi đọc hai vần này. Đặc biệt lên giọng khi phát âm vần oách. Bây giờ, cô mời các em đọc lại một lần các vần tím. Từ vừa được học.
có âm O, A đứng đầu, nhưng âm cuối là âm tờ. Cô được vần oát. Cô đánh vần O, A, tờ, oát. Mời em đánh vần. Cô đọc trơn oát. Mời em đọc trơn. Em đọc trơn và lặp lại nhiều lần vần oát. Từ vần oát, cô làm gì để có tiếng hoạt? Cô đã thêm âm hờ vào trước vần oát và thêm dấu thanh nặng dưới âm A. Cô đánh vần và đọc trơn. Hờ, oát, hoát, nặng, hoạt, hoạt. Cô mời các em đọc lại. Bên phải là tranh vẽ hình ảnh một nhân vật hoạt hình trong các phim hoạt hình các em hay xem. Từ hình ảnh trên, cô có từ khóa hoạt hình. Các em hãy đọc trơn từ hoạt hình nhiều lần. Với em nào đọc chưa nhanh, em có thể đánh vần tiếng hoạt để đọc tốt từ cô vừa đọc nhé. Tương tự, cô có vần quắt như sau. Vần quắt gồm âm đệm O, âm chính Á và âm cuối tờ. Cô đánh vần và đọc trơn. O, Á, tờ, quắt. Cô có tiếng chót khi thêm âm chờ đứng trước vần quắt, thêm dấu thanh sắc trên đầu âm Á. Các em hãy đánh vần rồi đọc trơn nhiều lần tiếng chót cho thật là thuộc. Các em quan sát tranh bên cạnh. Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn mà rất nhanh nhẹn. Từ để tả chú bé này là quắt. Chót. Em hãy đọc nhiều lần theo cô. Loát, chót. Loát, chót. Loát, chót. Tiếp theo, mời em đọc lại các vần, các từ vừa mới được học. Đây là ảnh chụp các bạn học sinh đang khoanh tròn tay lại, ngồi học rất nghiêm túc. Từ hình ảnh trên, cô có từ ứng dụng khoanh tay. Mời các em đọc lại. Tiếp theo là hình ảnh những tờ tiền giấy còn mới toanh. Em đọc cho cô từ ứng dụng mới toanh. Kế hoạch là từ ứng dụng tiếp theo các em cần luyện đọc. Các em nhớ, khi làm việc gì ta cần có kế hoạch để làm việc được khoa học và có hiệu quả. Tiếp theo đây là hình ảnh một người đang dùng chìa khóa để mở khóa. Khi chúng ta mở khóa sẽ phát ra tiếng động. Tiếng động đó là loạch xoạch. Cô mời em đọc loạch xoạch. Mời em luyện đọc lại bốn từ cô vừa mới giới thiệu ở trên. Ở mỗi từ, những tiếng có vần màu đỏ cô đã đánh dấu là những vần ta vừa học đấy các em ạ. Các em tiếp tục luyện đọc từ sau. Lưu loát. Hình ảnh các bạn đang đọc bài rất lưu loát, đáng khen. Và đây là hình ảnh những chú cầu thủ đá bóng trong đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đoạt giải trong cuộc thi đá bóng châu Á. Em đọc từ ứng dụng đoạt giải.
Mời em đọc lại đoạn giải. Hình ảnh một chỗ ngoặt trên một cung đường. Chỗ ngoặt nghĩa là chuyển đột ngột sang một hướng khác, hay còn gọi là khúc cua đó các em. Các em đọc lại cho cô. Chỗ ngoặt. Đây là hình ảnh những con dao rất nhọn. Và dao nhọn thì người ta gọi là nhọn hoắt. Các em đọc nhọn hoắt. Khi sử dụng những vật nhọn hoắt như thế này, các em cần cẩn thận khi sử dụng, kẻo nguy hiểm cho mình nha. Nào, bây giờ các em hãy đọc lại các từ ứng dụng trong bài học. Khi đã đọc được các từ ứng dụng rồi, các em hãy đọc câu ứng dụng sau đây. Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Khi đọc, các em chú ý phần cô gạch nút đỏ để đọc cho đúng. Các em thấy các bạn nhỏ có chăm ngoan không? Các bạn ấy rất chăm ngoan. Ngoài giờ học còn biết thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ, lại vừa bảo vệ môi trường. Chúng mình cùng học theo các bạn ấy nhé. Mời các em đọc tiếp câu ứng dụng với tranh vẽ sau đây. Thoát một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Các em đọc lại lần nữa. Chú ý từ cô gạch màu đỏ ở phần mình mới học. Các em vừa luyện đọc nhiều từ ngữ có các vần oanh, oách, oát, oách. Cô nghĩ chắc hẳn trong tất cả các em đều rất thích xem phim hoạt hình phải không nào? Ở nhà các em thường xem phim gì? Em hãy tập nói về một phim hoạt hình em đã xem. Phim có nhân vật nào em thích? Hoặc có việc làm nào của nhân vật mà khiến em thích? Nhưng các em cần nhớ, chỉ xem phim hoạt hình phù hợp với lứa tuổi và không nên xem quá nhiều. Em chỉ xem khi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Các em nhớ chưa? Các em vừa được học xong bài học vần oanh, oách, oát, oách. Các em hãy đọc lại bài trong sách giáo khoa, luyện nói. Đọc bài 95, 96, sách tiếng Việt tập 2. Học xong bài này, các em cần viết vào vở những từ sau đây. Chú ý, khi các em viết, các em nhớ ngồi thẳng lưng, cầm bút đúng tư thế để viết chữ thật đúng mẫu, thật đẹp. Giờ học đã kết thúc. Cô chúc các em đọc thật lưu loát, viết thật đẹp. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.